Tuy nhiên á, cũng sẽ có hai điều mà mình đang cân nhắc là có nên sử dụng cái mùi hương nước hoa này hay không. Và nếu thực sự các bạn nữ nó có cá tính á, thì thực sự sử dụng cái mùi hương này nó rất là hợp. Tuy nhiên á, thì cái mùi hương này không phải là cái mùi hương mà lúc nào cũng có thể sử dụng được. Tuy nhiên thực sự nói như vậy không có nghĩa là mình thích cái mùi hương nước hoa này hoàn toàn. Hello xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì sắp tới á, cũng là Giáng sinh rồi và mình nghĩ là các bạn cũng muốn tìm một cái mùi hương nước hoa nào đó cho cái dịp Giáng sinh năm nay. Và bản thân mình thì cũng giống như vậy. Có thể dùng cho bản thân hoặc là dùng để làm quà tặng cho những người thân yêu của bạn chẳng hạn. Và bản thân mình á, thì cũng đang phân vân lựa chọn những mùi hương nước hoa. Hiện tại thì mình đang phân vân 5 mùi hương nước hoa mà mình nghĩ là nó sẽ khá phù hợp cho cái dịp Giáng sinh năm nay. Và tất nhiên á, nó chỉ là một mùi hương thôi. Và mình có những lý do cụ thể để sử dụng những cái mùi nước hoa đó và lý do cụ thể như thế nào thì mình sẽ chia sẻ ở tầng chai nước hoa cho các bạn. Và nếu các bạn xem thấy hay thì có thể để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để tiếp thêm nhiều động lực cho mình nữa nhé. Cũng như là một món quà ấm áp gửi đến mình trong những cái dịp Giáng sinh năm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì bắt đầu video. Chai nước hoa đầu tiên đó chính là Baccarat Rouge năm 40. Thì cái chai nước hoa này mình đã sử dụng hai mùa Giáng sinh trước đó rồi, có nghĩa là năm ngoái và năm trước đó nữa. Và cái lý do để mình sử dụng cái mùi hương này đó là bởi vì mình đang sở hữu cái phiên bản màu đỏ. Và màu đỏ cũng là cái màu chủ đạo của mùa Giáng sinh nữa, cho nên nó làm mình nhớ đến mỗi khi mà dịp Giáng sinh đến. Và bản thân mình và mình nghĩ các bạn cũng sẽ như vậy. Vào dịp Giáng sinh thì bạn muốn ở những nơi ấm cúng cùng với là bạn bè, gia đình hoặc là người yêu của bạn chẳng hạn. Nó rất hợp với là những cái không gian ấm áp và lãng mạn đó. Thật sự cái mùi hương này mình nhận được rất nhiều lời khen khi mà mình đi cùng với một ai đó, hoặc thậm chí là người ta chỉ ngửi thoáng qua cái mùi hương của mình thôi. Gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của mình cũng rất thích khi mà mình sử dụng cái mùi hương nước hoa này. Cho nên đối với mình thì mình nghĩ đây là cái sự lựa chọn khá là an toàn cho cái mùa Giáng sinh năm nay. Tuy nhiên cũng sẽ có hai điều mà mình đang cân nhắc là có nên sử dụng cái mùi hương nước hoa này hay không. Đầu tiên, như mình cũng đã chia sẻ với các bạn là mình đã sử dụng cái mùi hương này 2 năm trước đây rồi. Cho nên là năm nay mình muốn tìm một cái mùi hương nào đó khác, mới hơn. Có thể là những cái mùi hương mà mình mới sở hữu để thay thế cho cái mùi hương này. Bởi vì mình muốn có thêm nhiều cái trải nghiệm khác chứ không chỉ ở cái mùi hương nước hoa này không. Và cái điều thứ hai đó chính là cái mùi hương này nó sẽ khá là phổ biến. Lúc mà mình ở Úc hay thậm chí mình về Việt Nam á, thì mình ngửi được cái mùi hương này khi mình bước ra ngoài đường khá là nhiều. Cho nên mình thấy có rất nhiều người sử dụng cái mùi hương này rồi. Và hơn nữa vào dịp Giáng sinh á, thì mọi người sẽ có xu hướng là thích trân diện, làm đẹp và muốn mọi người á, sẽ thu hút đến mình. Và tất nhiên á, đây cũng sẽ là cảm xúc bình thường thôi. Và cũng chính vì lý do đó mà mình nghĩ là nếu mình sử dụng cái mùi hương nước hoa này á, thì mình sẽ bị trùng khá là nhiều. Nhưng thật sự nói như vậy không có nghĩa là mình khuyên các bạn là đừng nên sử dụng mùi hương nước hoa này. Bởi vì cái mùi hương nước hoa này nó rất dễ tạo thiện cảm với người khác giới, cho nên thật sự nó mới có nhiều người yêu thích và sử dụng nó đến như vậy. Và nếu các bạn nào muốn có một sự lựa chọn an toàn thì mình nghĩ cái mùi hương này sẽ không làm bạn thất vọng đâu. Và đó là chai thứ nhất, Baccarat Rouge năm 40. Chai thứ hai đó chính là Replica Jack Loop. Thì đây là một chai nước hoa có mùi hương thuốc lá, vani và rum. Thật sự nó sẽ tạo một cái cảm giác hơi ấm và hơi ngọt. Thì cái lý do mà mình muốn sở hữu nó cũng rất là đơn giản, nó đến từ cái tên của chai nước hoa này. Đó chính là Jack Loop. Bởi vì mình đang dự định là Giáng sinh năm nay mình sẽ đến một cái nơi private, lãng mạn và yên tĩnh với bạn bè của mình. Cho nên mình nghĩ tới cái chai nước hoa này do cái tên của nó. Và mặc dù đây là mùi hương thuốc lá nhưng cùng với là vani và rum, cho nên mình sẽ luôn cảm nhận được cái cảm giác ấm và hơi ngọt từ cái mùi hương nước hoa này. Nó sẽ khá là dễ chịu và nó cũng sẽ tỏa hương gần hơn chứ không quá xa. Nó sẽ tạo cái sự đặc biệt cho những người nào ở gần mình, giống như là họ sẽ bước vào cái không gian của mình vậy. Mình hình dung nó sẽ khá là thú vị. Thì mình nhớ một lần cách đây khá lâu rồi thì mình cũng bước vào lounge và mình sử dụng cái mùi hương nước hoa này. Thì hôm đó cái lounge đó nó có ca sĩ ngồi hát và đó là ca sĩ nữ. Thì mình nhớ cái không gian quán nó cũng khá nhỏ thôi chứ nó không có thật sự lớn. Thì sau khi các bạn nữ đã trình diễn xong á thì mọi người có lên tặng hoa như một lời cảm ơn và lời khen cho cái màn trình diễn của bạn, trong đó có mình. Và sau đó thì mình có cười và chào bạn đó, và bạn đó bước đến và chào hỏi với mình. Thì bạn đó hỏi cái mùi hương nước hoa mình đang sử dụng là mùi hương gì và nó có sử dụng được cho nữ hay không. Tại vì thực sự là bạn đó rất thích cái mùi hương nước hoa này. Và mình cũng có chia sẻ là cái mùi hương này vẫn sử dụng được cho nữ. Và nếu thực sự các bạn nữ nó có cá tính á, thì thực sự sử dụng cái mùi hương này nó rất là hợp. Nó phải nói là tuyệt vời luôn á. Và hơn nữa là cái mùi hương Jack Loop mà mình đang sở hữu á, đó là bản cũ. Ở trên tem á, nó sẽ có cái dòng chữ là Male Pregnant. Còn những cái phiên bản hiện tại á, nó sẽ là Memory in a Pregnant. Và khi mình biết tới cái sự thay đổi này á, thì mình nghĩ là nhà Replica họ muốn thay đổi cái khách hàng của họ hướng tới đối tượng là nữ nữa. Và có thể nó sẽ trở thành một cái mùi hương unisex chứ không chỉ đơn giản là mùi hương cho nam thôi. Và khi mình ở Úc thì mình có đi test cái mùi hương Jack Loop mới. Và thật sự là mình thấy cái nét thuốc lá trong cái mùi hương mới nó sẽ giảm đi một chút và nó tăng cái vị ngọt của vani lên. Thì thật sự nếu mà nó tăng cái vị ngọt lên một chút thì mình nghĩ các bạn nữ sẽ khá là thích. Tuy nhiên nếu những người mà đã ngửi cái mùi hương cũ giống như mình thì maybe sẽ khá là thất vọng so với là phiên bản mới một chút. Thật sự mình không biết là các bạn có nghĩ giống mình hay không thì hãy cho mình biết cái ý kiến của bạn nữa nhé. Còn những bạn nào mà chỉ ngửi cái mùi hương mới thôi thì mình nghĩ không đến mức là thất vọng đâu. Và đó là chai thứ hai, Replica Jack Loop. Chai thứ ba là một mùi hương rượu và đó chính là Killian Angelshare. Và mình muốn chia sẻ thật với các bạn đây là mùi hương nước hoa mà mình muốn sử dụng nhất cho cái mùa Giáng sinh năm nay.
vì đây là mùi hương của rượu cô nhắc. Và nói thật đó là mình nghiện cái mùi hương khoa này luôn. Và lý do mình muốn sử dụng cái mùi hương này á, đó là bởi vì mình sở hữu cái mùi hương này trong năm nay, mình mới sở hữu nó thôi, cho nên mình muốn có nhiều trải nghiệm hơn với nó. Và đặc biệt đó là mình cũng đang rất thích cái mùi hương này nữa, và mình mong muốn có nhiều dịp, có nhiều cơ hội để trải nghiệm nó hơn. So với là năm 40 hay là Chuck Love á, thì mình đã sở hữu nó 3-4 năm về trước rồi, từ khi mà mình còn chưa đi Úc nữa. Thì cái mùi hương này á, mình sở hữu khi mình còn Úc, và mình cũng đã có nhiều dịp test nó rồi, nhất là ở dưới trời lạnh và được đi uống ly rượu với cái mùi hương này. Thì mình nói thật, nó là perfect luôn. Nó sẽ vừa ấm và vừa cay nhẹ của rượu cô nhắc, nó rất là mê hoặc luôn á. Thật sự mình không phải là người đam mê về rượu, nhưng mà mình thấy cái mùi hương này nó diễn tả rất giống cái mùi hương của rượu cô nhắc trong những chai rượu Hennessy á. Và cái mùi hương này thật sự là best seller của Killen luôn á. Lúc mà mình làm cái video review về cái mùi hương nước hoa này á, thì mình có lên website để check thử. Và cái mùi hương Androsen này ở hiện tại á, nó đã có phiên bản 100ml rồi, và nó cũng sẽ ở dạng là refill được. Khi bạn xài hết á, thì bạn có thể châm lại cái juice để xài tiếp. Hơn nữa mình không nhớ chắc lắm, nhưng mà cái mùi hương Androsen này nó cũng được ra mắt vào cái dịp Giáng sinh năm 2019-2020 á. Và ở cái thời điểm mà nó ra mắt á, nó là sold out ở trên offline và online luôn. Thời điểm đó mình có xem một số review ở nước ngoài á, thì họ có chia sẻ là họ không có mua kịp cái mùi hương nước hoa này, tại vì nó sold out quá nhanh đi. Và khi mình đến đó á, mình đến cái quầy Killen này để trải nghiệm á, thì mình cũng có hỏi cái người bán á là nó có thật sự đúng như vậy không, thì họ nói nó thật sự là như vậy luôn. Và họ phải say no và xin lỗi khách hàng khi mà khách hàng hỏi tới cái chai Killen Androsen này, tại vì thật sự là họ không còn hàng để bán nữa. Cho nên thật sự về cái mùi hương nước hoa này, mình không biết dùng từ nào để diễn tả chính xác được cái cảm nhận của mình. Tuy nhiên á, thì cái mùi hương này không phải là cái mùi hương mà lúc nào cũng có thể sử dụng được. Những lúc mà mình sử dụng cái mùi hương này á, thì đó là những dịp khá là đặc biệt hoặc là khá là quan trọng đối với mình, để mình có thể cảm nhận được cái sự nam tính và sang trọng từ cái mùi hương hoa này. Đó là chai thứ 3, Killen Androsen. Chai nước hoa thứ 4 đó chính là Maison Francisco John Oud Satin Mood. Thì cái mùi hương này mặc dù là nó có nét trầm hương ở trong đó, nhưng ở cái bản Oud Satin Mood này mình thấy nó không có cái nét tối. Và cái mùi hương này nó sẽ khá là ngọt, đến từ vanilla và hoa hồng. Thì khi mà mình ngửi cái mùi hương này, cái hình ảnh mà mình nhận ra đó chính là nó không phải là một cái chàng trai nam tính cứng cỏi, mà đó chính là một cái hình ảnh của một chàng trai lãng tử và phong trần ở trong đó. Thật sự là mình nghĩ tới cái hình ảnh đó thật. Và không biết là các bạn nào có cái cảm nhận giống mình hay không. Và khi mình sử dụng cái mùi hương này thì những cái style mặc đồ của mình nó sẽ khá là lịch sự, nó sẽ khá là lãng tử ở trong đó. Thì cái phong cách này không phải là lúc nào mình cũng thích sử dụng, mình chỉ sử dụng ở những cái dịp đặc biệt hay là những cái dịp mà sang trọng thôi. Nếu các bạn nào xem những cái video trước đây của mình thì mình thích đi theo một cái phong cách nam tính hơn một chút, chứ không phải là một cái phong cách này. Mình không có ghét cái phong cách này, nhưng mà đó không phải là cái phong cách mà mình muốn đi theo thôi. Và nói như vậy không có nghĩa là cái mùi hương này nó không hay. Thật sự á, mình đã recommend đến rất nhiều người về cái mùi hương nước hoa này rồi. Ở nam á thì mình giới thiệu cái chai này với là cái chai Oud, còn ở nữ á thì mình giới thiệu cái chai Oud Satin Mood này với là chai Simood. Tuy nhiên ở các bạn nam á thì sau khi ngửi chai Oud và chai Oud Satin Mood á thì họ lại thích cái mùi hương Oud Satin Mood này hơn. Và những cái bạn mà chọn cái mùi hương Oud Satin Mood này á, thì mình cũng thấy là họ có cái nét phong trần, có cái nét lãng tử ở trong đó. Nó sẽ giống cái kiểu cái style Hàn Quốc á, mình nói vậy chắc các bạn dễ hiểu. Còn ở nữ á thì họ sẽ thích Oud Satin Mood luôn, bởi vì nó sẽ không có gai góc giống như Oud, mà nó không có bị quá ngọt giống như là Simood. Thì đó là từ cái góc nhìn của mình khi mà mình giới thiệu cái mùi hương nước hoa này đến với lại những cái người mà hỏi mình. Nhưng thật sự là mình khá cân nhắc khi mà sử dụng cái mùi hương nước hoa này. Lý do tại sao thì hãy đến với chai nước hoa thứ 5. Chai nước hoa thứ 5 đó chính là Guerlain Santal Royal. Thì đây cũng là cái mùi hương trầm và hoa hồng, nhưng mình thấy nó cực kỳ sang. Và cái mùi hương hoa hồng đó, nó rất là nổi bật. Thật sự á, mình không muốn so sánh quá nhiều, nhưng là đây là cái list mà mình đang cân nhắc, cho nên ít nhiều á, thì mình cũng sẽ có sự so sánh ở trong đó. Và mình cũng muốn chia sẻ cái góc nhìn của mình đến với các bạn nữa, để các bạn có thêm những cái góc nhìn mới. Thì ở hiện tại, nếu mà so sánh giữa hai cái mùi hương này á, thì mình sẽ nghiêng về Guerlain Santal Royal hơn một chút. Tất nhiên á, là mình không có ý chê cái chai Oud Satin Mood đâu, mình chỉ muốn chia sẻ cái quan điểm cá nhân của mình ở thời điểm hiện tại thôi. Thì thật sự á, cái mùi hương này nó rất là sang trọng, nó giống như là mùi hương của quý tộc nhé. Và mình nghĩ các bạn nam á, nếu mà muốn tạo ấn tượng lần đầu, đặc biệt là đối với là phụ nữ á, thì cái mùi hương này mình nghĩ nó sẽ là một cái sự lựa chọn, nó sẽ khá là phù hợp. Đặc biệt là những cái reviewer lớn ở nước ngoài á, thì mình cũng không thấy họ nhắc nhiều về cái mùi hương nước hoa này. Còn mà những cái người mà ít sự ảnh hưởng hơn á, thì họ lại nói về cái mùi hương này rất nhiều. Đặc biệt á, là trong những cái video mà gọi là hidden gem á, có nghĩa là cái mùi hương nước hoa nó rất hay nhưng mà rất ít người biết đến. Tuy nhiên thật sự nói như vậy không có nghĩa là mình thích cái mùi hương nước hoa này hoàn toàn. Bởi vì cái mùi hương này mình luôn luôn cảm nhận được cái sự sang trọng và cái sự quý phái, nó rất là sang. Thì mình thấy nó khá là phù hợp trong cái đêm Giáng sinh hoặc là những cái buổi tiệc sang trọng, hoặc là khi bạn đi đám cưới chẳng hạn. Chứ bình thường thật sự mình không có sử dụng cái mùi hương này bởi vì nó sang quá. Và bởi vì cái mùi hương chính mà mình ngửi được trong cái chai nước hoa này nó là mùi hương của hoa hồng. Và thật sự cái hình ảnh hoa hồng á, nó luôn luôn xuất hiện trong đầu mình á, đó là một hình ảnh của sự quý phái và sang trọng. Chính vì vậy mà Giáng sinh á, thì mình muốn sử dụng cái mùi hương này bởi vì nó có cái yếu tố đó. Chứ bình thường thì mình nghĩ mình sẽ không sử dụng cái mùi hương nước hoa này
này đâu. Và vừa xong, mình đã chia sẻ cho bạn 5 chai nước hoa mà mình nghĩ là mình sẽ sử dụng trong cái mùa Giáng sinh năm nay. Bạn nghĩ sao về 5 mùi hương nước hoa này? Bạn có thích và muốn sử dụng những mùi hương nào trong 5 mùi hương nước hoa này không? Hãy để lại comment bên dưới cho mình biết nhé. Và chúc các bạn có một mùa Giáng sinh ấm áp cùng với bạn bè, gia đình và những người thân của bạn. Và đừng quên like và subscribe để đón xem những video mình sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới.